Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong gần 10 tháng ước đạt trên 4.076 tỷ đồng. 9 tháng năm 2019, tổng số vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuân Trường đạt 75 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 4.076 tỷ đồng, so với dự toán năm 2019 là 5.000 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm và đạt 109% so với cùng kỳ năm 2018. Để đạt được kết quả trên, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, hoạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Về thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là gần 11.600 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, trong đó tổng chi thường xuyên gần 7.900 tỷ đồng. Các khoản chi thường xuyên được kiểm soát chặt chẽ theo đúng luật ngân sách nhà nước. 9 tháng năm 2019, tổng số vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuân Trường đạt 75 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 274 tỷ đồng với 2.500 khách hàng có dư nợ. Trong đó, một số chương trình cho vay có dư nợ lớn là cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo hỗ trợ về nhà ở theo Nghị định 167. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, toàn huyện Xuân Trường đã có 1.893 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được vay vốn, trang trải, chi phí cho con em học tập, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo vườn tạp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ và các hoạt động sản xuất khác. Tạo ra nhiều việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, huyện Xuân Trường đã có 2.592 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây mới, cải tạo, nâng cấp, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Góc nhìn và dư luận, chuyển đổi từ xã sang phường là bước tiến mới nhưng vẫn còn đó những khó khăn bất cập từ thực tiễn. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua thành phố Nam Định đã có thêm hai phường mới là Lộc Hòa và Mỹ Xá. Chuyển đổi từ xã sang phường là bước tiến mới đối với hai địa phương này, cùng với đó là niềm vui và phấn khởi của người dân. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn bất cập từ thực tiễn mà đội ngũ cán bộ cơ sở đang trăn trở mong muốn được từng bước giải quyết. Phản ánh của phóng viên Góc nhìn và dư luận. Tổ dân phố 1 Tân An, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định có hơn 700 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu. Là tổ dân phố đông dân và địa bàn rộng, nằm ngay liền kề khu đô thị Hòa Vượng. Hạ tầng cơ sở của tổ dân phố này đã được nâng cấp đáng kể trong những năm qua, nhưng tình trạng úng lụt vào mùa mưa vẫn thường xảy ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân. Là hiện nay là con đường từ ngõ 478 Tân An Lộc Hòa, thành phố Nam Định, trước kia là xã Lộc Hòa, bây giờ lên phường Lộc Hòa. Mà bây giờ gọi là xóm tổ dân cư số 1 phường Lộc Hòa. Con đường ấy cứ mỗi một lần mưa là bà con, tức là xe đạp đi là phải đến 2/3 bánh xe đạp. Bên cạnh hệ thống đường trong khu dân cư chưa được đầu tư đồng bộ, cũng như một số tổ dân phố khác, vấn đề hạ tầng đường điện cũng là điều mà người dân mong mỏi được các cấp, các ngành quan tâm. Chúng tôi ở đây thì nó có cái khó là 170 hộ dân, nhưng toàn bộ cái đường điện của chúng tôi thì cũng được là bà con tập trung đóng góp tiền để làm hệ thống đường điện cũng như là lắp bóng
các hộ dân mỗi một hộ bình quân một tháng à một năm là đóng góp 50.000 tiền điện trên một năm. Phương án của chúng tôi thì là cũng đề nghị làm văn bản đề nghị xã, phường cũng như là thành phố tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con khu phố của chúng tôi ở đây làm sao có được cái hệ thống điện thắp sáng cho bà con ban đêm. Trước đây các chi hội trưởng, các đoàn thể của tổ dân phố đều được hưởng phụ cấp. Tuy nhiên thời gian gần đây các khoản phụ cấp này đều không còn, ảnh hưởng đến tâm lý và nhiệt huyết công tác cơ sở của các cán bộ tổ dân phố. Trong khi địa bàn hoạt động rộng, tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự của hình thái dân cư đô thị đã có những thay đổi với những đặc thù phức tạp riêng. Từ tháng 7 năm 2018 thì các chi hội trưởng của chúng tôi là đều không có thù lao. Y tế thôn miền trước kia là xã thì chúng tôi được hưởng được trên 400.000, nhưng bây giờ chúng tôi lại chỉ còn có hơn 100.000. Thì chúng tôi cũng thấy nhiều cái bất cập, thì chúng tôi cũng đề nghị là các cấp là xem là giải quyết cho chúng tôi, xem là tách tổ ra để chúng tôi dễ quản lý, để cho cái công việc của chúng tôi nó thuận lợi hơn, chứ để cái tổ nhân dân mà nó đông quá thì nhiều khi cũng có cái bất cập ạ. Việc nâng cấp từ xã lên phường, các địa phương sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng đường xá. Những khó khăn vướng mắc từ cơ sở của các phường mới này tuy cần một lộ trình để giải quyết từng bước, nhưng cán bộ người dân rất mong các cấp, các ngành lắng nghe các kiến nghị từ thực tiễn đời sống dân cư, góp phần đẩy nhanh việc chỉnh trang, hoàn thiện các phường cửa ngõ của Thành Nam ngày càng văn minh hiện đại. Công an huyện Hải Hậu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Phong trào sinh vật cảnh ở xã Nam Toàn tạo điều kiện để nhiều hộ dân có thu nhập cao, đảm bảo cuộc sống ổn định. Theo thông tin từ Công an huyện Hải Hậu xác nhận, mới đây đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ để điều tra làm rõ việc khai khống số lượng lợn chết do dịch tả lợn châu Phi để lấy tiền hỗ trợ của nhà nước xảy ra tại xã Hải An, huyện Hải Hậu. Đến nay, cơ quan chức năng huyện Hải Hậu đã phát hiện trong số hơn 200 bộ hồ sơ tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi đợt 1 từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5. Ủy ban Nhân dân xã Hải An đã làm sai lệch hồ sơ, khai tăng số lượng, trọng lượng và sai lệch chủng loại lợn của 146 hộ dân. Cùng với đó, lãnh đạo xã này còn bất chấp mọi quy định tiến hành hợp thức hóa các thủ tục hòng lấy tiền hỗ trợ của nhà nước. Bằng các thủ đoạn trên, một số cán bộ xã Hải An đã chiếm đoạt gần 487 triệu đồng. Tuy nhiên, sai phạm này đã bị người dân tố giác và cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu đã thu hồi, nộp hoàn trả gần 487 triệu đồng tiền sai lệch vào tài khoản tạm giữ của kho bạc nhà nước huyện Hải Hậu. Do vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự nên đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Hải Hậu để tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền. Những năm qua, phong trào sinh vật cảnh xã Nam Toàn, huyện Nam Trực luôn phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ nghề trồng cây cảnh, nhiều hộ dân có thu nhập cao, đảm bảo cuộc sống ổn định. Hiện hội sinh vật cảnh xã Nam Toàn, huyện Nam Trực có 150 hội viên, trong đó có 10 nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh, 1 nghệ nhân cấp trung ương. Toàn xã có 90% hộ tham gia phát triển kinh tế sinh vật cảnh với tổng diện tích trồng hoa cây cảnh khoảng 20 hecta, trong đó hàng trăm hộ trồng chăm sóc cây cảnh nghệ thuật, cây thế, gần 20 gia đình kinh doanh cây bóng mát, cây công trình, khoảng 40 hộ trồng quất cảnh, đào, các loại cây ăn quả trồng trên chậu phục vụ Tết. Nhiều gia đình hội viên sinh vật cảnh đã đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển kinh tế từ mô hình cây cảnh, cây thế kết hợp xây dựng trang trại tạo khuôn viên nhà vườn đẹp. Hội sinh vật cảnh xã Nam Toàn cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên nâng cao tay nghề, tạo ra những tác phẩm có giá trị cao và phát triển nghề trồng hoa cây cảnh ra toàn xã. Các hội viên sinh vật cảnh tích cực trồng, phát triển đa dạng các chủng loại hoa cây cảnh, đưa tác phẩm sinh vật cảnh tham dự các triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh để quảng bá thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Thu nhập của các hộ trồng cây cảnh như bưởi cảnh, phong lan bonsai đạt từ 200 triệu đến hàng tỷ đồng một năm. Tổng kết hoạt động sáng tạo kỹ thuật giai đoạn 2013-2018.
mô hình máy tách ép phân ra chất rắn, chất lỏng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sáng tạo kỹ thuật giai đoạn 2013-2018. 5 năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức thành công 3 hội thi với tổng số 274 giải pháp tham dự từ các tập thể cá nhân. Các giải pháp tham dự hội thi đã phản ánh khá toàn diện nhiều hoạt động sản xuất đời sống của tỉnh, đảm bảo tính mới, khoa học và thực tiễn. 80% các giải pháp dự thi đều đã được các tác giả triển khai ứng dụng và thu được nhiều kết quả khả quan trên thực tế. Qua các vòng sơ khảo và trung khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 80 giải pháp tham dự của các tập thể cá nhân, gồm 11 giải nhất, 15 giải nhì, 17 giải ba và 37 giải khuyến khích. Tại hội nghị tổng kết hoạt động sáng tạo kỹ thuật giai đoạn 2013-2018, đại diện các hội thành viên đã chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong phong trào sáng tạo kỹ thuật giai đoạn 2013-2018. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để kế thừa và phát huy tốt hơn kết quả tại các hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh thời gian tới. Trong đó trước mắt cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tập huấn đổi mới hội thi, hình thức tôn vinh tác giả. Đề nghị Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh quan tâm tuyển chọn các giải pháp có giá trị để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư dự án khoa học công nghệ để triển khai mở rộng, đồng thời có chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho việc triển khai mở rộng, thương mại hóa sản phẩm. Thưa quý vị, thưa các bạn, ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân khu vực quanh trang trại, gây khó khăn trong quản lý của các cấp chính quyền địa phương. Mô hình máy tách ép phân ra chất rắn, chất lỏng nằm trong dự án nông nghiệp carbon thấp LCAP đang hỗ trợ các trang trại trong tỉnh bước đầu cho hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Trinh ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng có quy mô chăn nuôi trên 2.400 con lợn. Đây là một trong 7 trang trại chăn nuôi lợn đủ điều kiện tham gia xây dựng mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn làm phân bón hữu cơ của dự án nông nghiệp carbon thấp. Toàn bộ phân nước thải của trang trại chăn nuôi lợn được đưa vào bể với khối lượng 40 mét khối. 2-3 ngày sau, gia đình anh Nguyễn Văn Trinh thực hiện việc tách ép, trong đó phần nước phân đưa vào bể biogas để tạo khí ga đun nấu. Phần phân thô được trộn với men vi sinh để khử độc tố nấm mốc có hại, đồng thời trộn với một số chất hữu cơ khác để ủ từ 1-2 tháng làm phân bón cho cây trồng. Mỗi lứa lợn anh thu được trên 100 tấn phân hữu cơ phục vụ ngành trồng trọt ở địa phương. Thời điểm mà tôi chưa có cái máy tách ép này thì cái lượng phân dồn vào biogas rất nhiều. Một năm có thể rơi tầm độ một vài trăm tấn. Nhưng khi có máy tách ép phân thì nó thứ nhất là hiệu quả kinh tế, mỗi một lứa tôi thu được tầm độ 100 tấn phân thô. Tôi bán ra thị trường thì nó cũng đảm bảo cho tôi một phần là vấn đề là tiền điện rồi các cái chi phí bên ngoài của trang trại. Cái thứ hai nó giảm tải được cho cái bioga của tôi. Cái chất độc hại ra môi trường là giảm thiểu tối đa. Ngoài thu nhập thêm nhờ bán phân hữu cơ từ phân lợn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mô hình này còn ngăn ngừa dịch bệnh tác động đến đàn lợn. Đối với những mô hình trang trại lớn hơn, còn tận dụng khí biogas làm nguồn nhiên liệu cho máy phát điện, phục vụ hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Đối với những trang trại có quy mô lớn hơn thì chúng tôi lại có cái công nghệ là sử dụng máy phát điện, sử dụng khí biogas kèm theo cả cái hệ thống máy tách phân này thì sẽ mang lại hiệu quả rất lớn đối với các trang trại để hỗ trợ cho các trang trại tăng thêm cái thu nhập mà để bù đắp lại cho cái chi phí đầu tư. Nhân rộng và áp dụng mô hình trang trại theo dự án nông nghiệp carbon thấp sẽ là giải pháp toàn diện xử lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Mô hình tổ cựu chiến binh vì dân đang được triển khai rộng rãi trên địa bàn huyện Ý Yên. Hội phụ nữ xã Hải Phú xây dựng thành công mô hình trồng cây chuỗi ngọc ven đường. Khôi phục và phát triển môn bơi trải lồng ghép trong các lễ hội truyền thống. Điểm sáng trong phong trào phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự giữa Hội cựu chiến binh huyện Ý Yên và Công an huyện trong thời gian qua đó là việc xây dựng được nhiều mô hình cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, mô hình tổ cựu chiến binh vì dân đang được triển khai rộng rãi.
là đơn vị làm điểm mô hình tổ cựu chiến binh vì dân ở xã Yên Phong đã thể hiện vai trò trách nhiệm của cán bộ hội viên cựu chiến binh và lực lượng công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với lực lượng nòng cốt là những cựu chiến binh, cựu quân nhân, công an viên gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt và có khả năng tuyên truyền, vận động cũng như có uy tín với cộng đồng dân cư. Các tổ cựu chiến binh vì dân xã Yên Phong đã trực tiếp tham gia hòa giải, giải quyết các vụ việc như mâu thuẫn đánh nhau, cờ bạc, say rượu gây mất trật tự an ninh thôn xóm. Hội viên cựu chiến binh chủ động nhận trách nhiệm theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của một số đối tượng có biểu hiện chơi bời để có biện pháp ngăn ngừa, giáo dục kịp thời với phương pháp tuyên truyền là chính. Từ mô hình điểm của xã Yên Phong, đến nay, Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn huyện Y Yên đã thành lập được 298 tổ cựu chiến binh vì dân ở các thôn xóm với 1.303 hội viên tham gia. Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn phát động ký cam kết tới 100% cán bộ hội viên, con em gia đình cựu chiến binh không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, không mắc các tệ nạn xã hội, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Nhờ các hoạt động tích cực kể trên, đến nay tình hình trộm cắp và gây mất trật tự công cộng ở nhiều địa bàn đã giảm. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tiêu chí 3 sạch trong phong trào 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ xã Hải Phú, huyện Hải Hậu đã xây dựng thành công mô hình trồng cây chuỗi ngọc ven đường. Mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đánh giá cao trong cuộc thi 101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn 2017-2021. Không chọn những loài hoa 10 giờ hay hoa chiều tím để trồng ven đường như các xã bạn, Hội Phụ nữ xã Hải Phú chọn cây chuỗi ngọc làm cây trồng cho mô hình trồng hoa ven đường của mình. Ngắm nhìn những hàng cây thẳng tắp, xanh mơn mởn, bà Phạm Thị Kim Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hải Phú chia sẻ về những khó khăn ban đầu khi mới triển khai mô hình. Lúc đầu thì chúng tôi chỉ triển khai làm điểm là 3 chi hội, là chi hội 9, chi hội 10 và chi hội 15 trồng. Đối với chi hội làm điểm thì chúng tôi phải tổ chức họp tất cả những chị em chi hội để tuyên truyền vận động chị em về lợi ích của việc trồng hoa, trồng cây ven đường. Đối với những hội viên mà chưa có sự đồng tình hưởng ứng cao thì chúng tôi phải xuống đến tận nhà để vận động chị em, tức là đồng ý nhất trí với việc trồng hoa trồng cây ven đường, phải phân tích rõ lợi ích của việc trồng hoa trồng cây ven đường thì từ đó mới tạo ra được sự đồng thuận của chị em phụ nữ. Và một điều quan trọng nữa là chúng tôi phải thống nhất với lại cấp ủy cơ sở để các anh ấy cùng vào cuộc với chúng tôi để vận động chị em tham gia thực hiện. Để tô điểm thêm cho những tuyến đường trồng cây chuỗi ngọc, các chị em hội viên phụ nữ xã Hải Phú còn trồng thêm hoa ngũ sắc. Đây là loài hoa nở quanh năm, màu sắc rực rỡ, tạo cảnh quan khuôn viên đẹp cho đường làng ngõ xóm. Đến nay, sau gần 8 năm thực hiện, xã Hải Phú đã có 41 tuyến đường trồng cây chuỗi ngọc với tổng chiều dài hơn 30 km. Trước là cái đoạn đường này thì nó rất là hoang sơ. Chưa có một cái gì như bên chị ủy bộ hội đồng xóm là đắp cặp nề đường để cho chị em phụ nữ ta cấy cây chuỗi ngọc và cây ngũ sắc. Chúng tôi nên kế hoạch là mỗi tháng tỉa cây một, dọn vệ sinh một lần. Ngắm nhìn những thành quả mà chúng tôi đã đạt được thì chúng tôi rất vui và quê hương chúng tôi cũng rất là phấn khởi, tự hào về có tuyến đường kiểu hoa kiểu mẫu như thế này, rất là vui, nhân dân rất phấn khởi ạ. Những con đường hoa sen màu xanh của lá chuỗi ngọc do Hội Phụ nữ xã Hải Phú, huyện Hải Hậu trồng đã góp phần làm thay đổi cảnh quan nông thôn, bảo vệ hành lang an toàn giao thông và lan tỏa ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững ở địa phương. Những năm qua, trong các lễ hội truyền thống, việc tổ chức thi bơi trải diễn ra sôi động, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân. Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 30 xã thị trấn khôi phục và phát triển môn bơi trải lồng ghép trong các lễ hội truyền thống, trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Sao Thủy, Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng. Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của người dân các địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao đã góp phần bảo tồn, phát triển môn bơi trải. Nhiều địa phương đã huy động các nguồn lực xã hội để tham gia đóng trải thi đấu, đồng thời tuyên truyền, vận động để nhân dân tài trợ. Việc duy trì tổ chức môn bơi trải tại các lễ hội vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, vừa bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông.
qua đó tạo sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa thể thao với du lịch, giới thiệu với nhân dân địa phương và du khách thập phương những nét đẹp văn hóa thể thao dân gian của từng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Toàn bộ nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.